danh tiếng cảnh báo Jones về hiểm họa khi đối đầu với Mike Tyson. Người huấn luyện danh tiếng kiêm phân tích viên boxing Teddy Atlas biết rõ một điều khi đối đầu với Mike Tyson trên võ đài. Đã từng tập luyện với võ sĩ thép thời trẻ và cùng anh tham gia nhiều sự kiện biểu diễn trước đây, nên Atlas hiểu rõ tâm lý của Tyson trong cuộc thượng đài này như thế nào. Như thông tin đã công bố, Mike Tyson sẽ chạm trán huyền thoại đồng hương Roy Jones trong một trận đấu biểu diễn vào ngày 12 tháng 9, cuộc so tài mà nhiều người kỳ vọng là một trận đánh nhẹ nhàng theo kiểu tập luyện. Tuy nhiên trận đấu này đã được dời sang ngày 28 tháng 11. Tuy nhiên có một điều, nó đã được đưa vào hệ thống truyền hình trả tiền theo mỗi lượt theo dõi, nên nhiều khán giả sẽ không muốn móc hầu bao chỉ để xem một trận đấu tập. Không nghi ngờ rằng một số người còn mong chờ những hành động mạnh hơn sẽ diễn ra trong lần thượng đài này. Một trong các sự kiện quyến anh lớn nhất hiện tại từ khi môn thể thao này trở lại với người hâm mộ. Trong chương trình The Thing with Teddy Atlas, nhân vật có tiếng này đã gửi lời cảnh báo đến John. Giống như tôi nói trước đó, tôi đã cùng Tyson trải qua nhiều cuộc biểu diễn và chúng thường kết thúc không tốt đẹp với đối thủ của anh ấy. Đó là một sự phô diễn xem anh ta đánh vào cằm bạn nhanh đến mức nào, một cú đấm chết chóc. Hiện tại, hai nhà cựu vô địch giải nghệ đang tích cực tập luyện cho trận đấu sắp tới và nếu không có gì thay đổi, nó sẽ thu hút lượng người xem rất lớn. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Quái thú nào chịu được cú đấm của Mike Tyson nặng 534kg? Mike Tyson đã nhắc đến võ sĩ duy nhất có thể đối mặt với anh và chịu được những cú đấm nặng như búa bổ của mình. Với khả năng tung ra những cú đòn có lực sát thương cực mạnh, không ai có thể phủ nhận Mike Tyson đã thống trị quyền anh hạng nặng thời huy hoàng của mình. Nhìn lại những ngày đó, anh là một chuyên gia knock out trên võ đài với thành tích 44 lần hạ gục đối thủ trong tổng số 50 chiến thắng. Lúc đó Tyson thực sự là một quái vật, bên cạnh Evander Holyfield, Leonard Lewis và một vài huyền thoại có thể chống đỡ được sức mạnh đáng sợ của anh, thì có một cái tên ở thập niên 80 mà võ sĩ thép cho rằng đã sở hữu chiếc cằm bằng sắt. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Ring TV, Tyson bình chọn Holyfield là tay đấm giỏi nhất trong số những đối thủ mình từng so tài. Tuy nhiên, theo những tính toán của anh, một võ sĩ có tên Joe Ribatta đã lĩnh chọn hàng loạt cú đòn liên hoàn đầy chết chóc của mình mà vẫn đứng vững. Tôi đã tung ra hết những gì mình đã có, và anh ta đã đón nhận tất cả mà vẫn trụ được. Joe Ribatta đã đối mặt sòng phẳng với tôi, anh ta rất mạnh trong cận chiến. Dù ca ngợi khả năng chịu đựng của Ribatta, Tyson vẫn hạ đối thủ này bằng knock out kỹ thuật vào năm 1986. Cũng trong buổi phỏng vấn này, huyền thoại 53 tuổi tiết lộ rằng tiếc nuối duy nhất trong sự nghiệp của mình là không thể so tài cùng George Foreman. Theo Tyson, anh muốn kết thúc những tranh luận về việc ai có cú đấm mạnh hơn giữa mình và Foreman. Dù vậy, trận đấu này đã không bao giờ diễn ra. Sức mạnh khủng khiếp của Tyson đã tạo nên một sự sợ hãi vô hình trong hầu hết những võ sĩ hạng nặng. Julius Francis, ngôi sao quyền Anh xứ sương mù, đã thể hiện sự tự tin khi đối mặt cùng võ sĩ thép vào năm 2000 và anh đã nằm sàn như nhiều đối thủ trước đó. Nhìn lại trận đấu này, Francis cho biết anh đã rèn luyện một thể chất mạnh mẽ với những cuộc chiến tàn khốc trên đường phố Đông Nam London, nhưng nó không thể bảo vệ anh trước Tyson. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Siêu võ sĩ huyền thoại đã thay đổi boxing trước thời Mike Tyson. Boxing hiện tại dường như chẳng còn lưu giữ bất kỳ nét tương đồng nào với boxing cổ điển thuở trước. Sự thay đổi đến chóng mặt này chính là nhờ Jogan, quyền anh cổ điển trước thời Jogan. Ở thời kỳ cuối của quyền anh tay trần và bắt đầu thời quyền anh sỏ găng, quyền anh phát triển với lối đánh Iceland tiêu biểu. Phần lớn do ảnh hưởng từ quyền anh tay trần và chất lượng găng thời kỳ đầu, các võ sĩ khi thi đấu cũng chỉ mang tư duy đánh knock out đối thủ. Thậm chí hệ thống tính điểm của boxing bấy giờ vẫn còn rất mơ hồ và mông lung, cho nên các võ sĩ càng phải lệ thuộc nhiều hơn vào knock out. Để hạn chế những vết cắt, những võ sĩ tay trần thường hơi ngả người về sau để dùng tay trước như một thứ vũ khí giữ khoảng cách an toàn. Những vị trí dễ tạo ra những vết cắt nhất lại là những vị trí từ gò má trở lên. Do đó võ sĩ quyền Anh Ireland cổ điển cũng thường ngửa đầu lên để tạo thêm khoảng cách trước đối thủ.
Nguyên nhân hình thành lối đánh này là vì quyền Anh tay trần thật sự nguy hiểm và sẽ dễ dàng gây ra những vết cắt lớn trên mặt. Những vết cắt sẽ đổ máu và hạn chế tầm nhìn của võ sĩ. Quyền Anh cổ điển chú trọng vào sức mạnh của từng cú đấm và những pha knock out. Dù vậy với Jogen thì khác, thay vì tập trung vào sức mạnh như những bậc tiền bối, Jogen chọn việc phát triển chiến thuật thi đấu để tìm kiếm knock out. Cũng chính vì lối tư duy độc đáo này, Jogen vô tình trở thành cha đẻ của phong cách boxing hiện đại. Jogen, gã mọi định hình boxing hiện đại. Jogen sinh ra tại Baltimore, Maryland vào ngày 24 tháng 11 năm 1874, sinh ra trong thời kỳ người da đen bị phân biệt đối xử gần như là thú vật. Jogen vẫn đạt được sự công nhận từ tầng lớp da trắng ở Mỹ. Nhà vô địch thế giới đầu tiên John Sullivan, dù nổi tiếng là một tay kỳ thị da màu, vẫn phải nể phục Jogen. Tôi chưa bao giờ thích một gã da màu thi đấu quyền Anh, nhưng Gunn chính là tay đấm lightweight giỏi nhất mà tôi từng biết. Gunn chính là võ sĩ nhanh nhẹn, đầy uy lực và thông minh nhất hạng cân lightweight toàn thế giới. Jogen đã biết cách tối ưu các đòn giáp, nhấp thử và bẻ góc trước khi biến chúng kịp trở thành định nghĩa mới trong boxing. Ngoài việc trở thành nhà vô địch gốc châu Phi đầu tiên, sự nhạy bén kỹ thuật của ông cũng được xem là bậc nhất thời bấy giờ. Trong những kỹ thuật của ông không thể không kể đến những cú đánh vào vùng thân, kỹ thuật friend và khả năng sử dụng jab thượng thừa. Những cải tiến trong lối đánh của ông đã trở thành chuẩn mực cho boxing hiện đại ngày nay. Thế tấn, jab, footwork và chiến thuật nhiếp nhử tân thời. Jogen từ bỏ thế tấn ngửa cằm của boxing cổ điển, thay vào đó ông tập trung vào việc giữ thăng bằng hơn. Vì thế lối tấn công trọng tâm gù lưng trở thành một lựa chọn mới cho Jogen. So với thế tấn cổ điển, thế tấn tân thời của Jogen giải quyết được mọi yếu tố thăng bằng, di chuyển cũng như sự linh động giữa tấn công và phòng thủ. Bên cạnh đó, Jogen cũng đã bắt đầu phát triển một lối nhấp nhả flan hoàn toàn mới. Thay vì chỉ sử dụng tay để đánh lừa đối thủ, Jogen hiểu rằng ông có thể tận dụng toàn cơ hội để tạo ra những bài đánh lừa khó đoán. Gunn đã phát triển một hệ thống fade từ đòn tay giả đến bước đi giả, thậm chí là body movement, chỉ để khiến đối thủ phản ứng. Ông cũng đưa ra khái niệm đòn mở và đòn kết thúc, thay vì chỉ tung những đòn đấm trời giáng và mong mỏi một pha knock out. Jogen là người đã định hình lại boxing khi mọi lối đánh đều phải phát triển dựa theo phong cách mới mà Jogen đưa ra từ hơn một thế kỷ trước. Có thể nói Jogen chính là nhà thông thái Aristotle của boxing. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Huấn luyện viên huyền thoại Curtis D'Amato phù phép Mike Tyson trở thành nhà vô địch như thế nào? Nếu huấn luyện viên huyền thoại Curtis D'Amato chưa từng tồn tại, Mike Tyson có thể không bao giờ trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử, một tượng đài boxing. Curtis D'Amato là người đặt nền móng cho sự nghiệp của Mike Tyson và cũng là cuốn bách khoa toàn thư mà nhiều thế hệ huấn luyện viên quyền Anh sau này phải học hỏi. Hãy cùng nhìn lại những điều ấn tượng mà Curtis D'Amato đã làm được trong suốt những tháng năm dạy dỗ nhà vô địch. Năm 13 tuổi 1979, Mike Tyson rời trường giáo dưỡng và được Curtis cho phép ở lại nhà mình để chuyên tâm vào sự nghiệp quyền Anh. 3 năm sau mẹ Tyson qua đời, Curtis cùng vợ là Camille trở thành người bảo hộ hợp pháp của chàng trai sau này trở thành nhà vô địch thế giới. Curtis yêu thương Tyson dưới cả hai thân phận, một người con và một học trò tài năng. Ông bênh vực Mike bằng mọi giá, kể cả khi cậu bé ngỗ nghịch ăn cắp tiền của bạn tập để tập tuệ hút cần sa. Trong cuốn tự truyện Up This Tuber Chup, bản Việt là Sự Thật Trần Trụi, Mike Tyson đã mô tả về gia đình Curtis: họ chưa bao giờ xem tôi là người da màu. Mike Thép đã lớn lên trong một xã hội mà người da màu bị đẩy xuống vũng lầy tối tăm, nhưng Curtis đã một tay đập tan ác cảm với những người da trắng trong lòng Tyson bằng sự quan tâm của một gia đình thực thụ. Môi trường sống chìm ngập trong thế giới boxing. Là cựu huấn luyện viên cho nhà vô địch Olympic Floyd Patterson, Curtis hiểu rõ công thức để tạo nên huyền thoại. Ông chủ động cho phép Mike Tyson ở lại nhà mình để chuyên tâm về quyền Anh. Dù là đứa trẻ thất học, Tyson lại dành hết thời gian rảnh rỗi của mình ngoài giờ để tập và vùi vào kho sách của Curtis, học tất cả những thứ về quyền Anh cũng như tay đấm huyền thoại của lịch sử. Được tập luyện sớm và dành cả thời gian của mình cho boxing,
từ phòng đập đến những trang sách. Đó chính là công thức mà Curtis đã tạo nên nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử. Xây dựng và điều chỉnh tâm lý. Curtis là bậc thầy của việc sử dụng những lời khen và sự chê trách. Như Ali đã nói, cứ tin mình là huyền thoại, hành xử như huyền thoại và bạn sẽ thành huyền thoại. Curtis đã bơm vào đầu đứa trẻ nghèo, thất học, một viễn cảnh mà ở đó anh ta đứng trên đỉnh thế giới. Anh hùng và thằng hèn đều sợ như nhau, nhưng anh hùng biết phải làm gì với nỗi sợ. Curtis D'Amato. Nhưng Curtis cũng không để Mike Tyson bước trên hoa hồng. Con hổ non Mike Tyson luôn bị những đòn roi tâm lý nặng nề nhất trong mỗi buổi tập. Tyson sợ, vì quyền anh là con đường duy nhất để anh thoát ra khỏi tầng đáy xã hội. Nỗi sợ đó cũng chính là thứ vũ khí khủng khiếp nhất cuộc đời Tyson. Thiết lập các mối quan hệ đầu đời cho Mike Tyson với làng boxing. Năm 1980, Mike Tyson được quyền nghe ké một cuộc điện thoại của Curtis. Có thể hình dung cảm giác của Tyson khi đó như một fan K-pop gặp được G-Dragon vậy. Người ở đầu dây bên kia chính là huyền thoại Muhammad Ali. Ali trấn an Mike về trận thua của ông trước Larry Holmes. Ở tuổi 14, Tyson dõng dạc tuyên bố, rồi một ngày nào đó con sẽ lấy lại được trận thắng đó. Và quả thực 8 năm sau, Mike Tepp đã làm được, với sự chứng kiến trực tiếp từ huyền thoại đầu tiên trong đời anh được nói chuyện, cũng là người anh đang nợ lời hứa, Ali. Với tư cách một ông bầu cho Tyson đến tận ngày mất năm 1985, Curtis vừa giữ Tyson cho riêng mình, vừa thiết lập các mối quan hệ trong làng quyền anh cho Tyson, từ các ông bầu cho đến những tay đấm tên tuổi. Ông luôn nối tiếc về việc bản thân mình và Tyson ở thế hệ cách xa nhau, đồng thời luôn sẵn sàng cho một ngày Tyson phải tự tìm con đường của mình. Đó là sự chuẩn bị cuối cùng mà huấn luyện viên huyền thoại này đã để lại cho tay đấm huyền thoại. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón